Xin chào tất cả các anh chị. Hôm nay là ngày mùng 1 tháng 6 năm 2019 và hôm nay là ngày đầu tiên của tháng 6 và cũng là cuối tuần, nên là đầu tiên chúc các anh chị đầu tháng vui vẻ và cuối tuần vui vẻ. Thì thông thường là cuối tháng hoặc là đầu tháng, nói chung là hết phiên giao dịch cuối tháng của một tháng cuối cùng thì chúng ta cần phải phân tích tổ thị tháng. Đúng không ạ? Thì hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu, phân tích tổ thị tháng, tổ thị tuần và tổ thị ngày của thị trường chứng khoán Việt Nam. Tháng 5 là một tháng phiên làm nến là màu đỏ, đúng không? Đây là tổ thị tháng rồi nhá. Và tháng 4 thì là một phiên một nến Doji. Và tháng 5 một tháng tháng trước là một tháng là chủ yếu là giảm nhiều hơn tăng, nên là trong tháng 5 nến tháng 5 là một nến màu đỏ. Thì nếu mà chúng ta để nhìn nhìn dài hơn thì thực ra bây giờ thì nó vẫn đang là trong xu hướng dài hạn, đang là trên tăng, đúng không ạ? Đây vẫn có thể vẽ ra một cái đường xu hướng tăng này. Và hiện tại đối với giá cả hiện tại nó cũng đang cách đường xu hướng này tương đối xa, nên là để mà nói thì bây giờ xu hướng dài hạn thì vẫn chưa phải là xu hướng giảm, chưa xấu. Còn chúng ta cần phải chú ý là một số số hiệu không được tốt lắm đối với đồ thị tháng. Thì đầu tiên là chúng ta có thể xem cả PPI này. PPI là một chỉ báo để phân biệt xu hướng. Từ từ đây là năm 2013. Ở đây nó đã từ đây là xuất hiện sải đỏ, đến bây giờ vẫn đang là sải đỏ. Đúng không ạ? Đã tăng từ đây đến đây, hiện tại là năm 2019 là đã tăng được 6 năm. Và bây giờ chúng ta cần phải chú ý là đây vẫn đang là sải đỏ, nhưng mà sải đỏ này có vẻ đã đang đi ngang và đã thu nhỏ, đã đang hơi tương đối là bé cái sải đỏ này. Và nếu mà chúng không xem cái sải đỏ thì chúng ta sẽ này, nhìn thấy là bây giờ có vẻ là đã có vẻ là hơi giống như là gần tam giác, mô hình tam giác, đúng không ạ? Và chúng ta cần chú ý là mô hình tam giác là một cái mô hình tiếp diễn, thuộc về loài mô hình tiếp diễn, thường thì nó sẽ tiếp diễn xu hướng vốn có, đúng không? Nhưng mà hai đường này thì là chúng ta nên chú ý là nó có thể cắt lên hay là cắt xuống. Nếu mà cắt lên thì nó sẽ tiếp tục xu hướng tăng, còn cắt xuống có thể nó sẽ đảo chen. Nó là mô hình tiếp diễn nhưng mà cũng có khả năng nó sẽ bị thủng, và cũng hơi giống như là ở chỗ năm 2007. Ở đây thì là nó từ tháng 2 năm 2007 đến tầm tháng tháng 10 là ở đây nó gần như là nó đi ngang, là được tầm 8 tháng thôi. Còn đối với hiện tại là từ tháng 4 năm ngoái đến bây giờ là đã được hơn một năm, là được đã được 13 tháng, đúng không ạ? Và lần này thì là nó đang ở vùng vùng trên này, nó sao sao động tương đối là lâu hơn, nên là chúng ta cũng cần phải chú ý một khi mà nó thực sự là có dấu hiệu là đi xuống, ví dụ bên này thì chúng ta thì cần phải tránh bị cái rủi ro lớn. Thế thì đương nhiên bây giờ thì chúng ta vẫn nên tiếp tục quan sát nhiều hơn, chứ không phải là bây giờ nên mua rất nhiều cổ phiếu. Và về đồ thị tháng thì KDC thì nó có vẻ là đang hướng xuống, sửa đang đi đi xuống, nó không thể lên nổi cái vùng quá mua, thì cũng điều thì là sức mua không mạnh và thực ra là thị trường thanh khoản thì cũng không cao, đúng không ạ? Thì nói chung thì bây giờ chúng ta vẫn nên tiếp tục xem xét nhiều hơn, chứ không phải là
Chứ không phải là cơ hội mình mua vào, hoặc chúng ta có thể xem cả Tai Chi nữa này. Nếu mà chúng ta xem Tai Chi thì sẽ nhìn thấy là từ tháng 4 năm ngoái là xuất hiện Tai Chi màu vàng. Tai Chi màu vàng thường thì xuất hiện ở vùng đỉnh, và sau khi xuất hiện xong thì đến bây giờ thì vẫn chưa thể vượt qua được cái Tai Chi này. Nói chung là Tai Chi thì cũng là chỗ giá cao nhất là 1211, và bây giờ sau khi xuất hiện cái Tai Chi này nó đã thủng Tai Chi và bây giờ đang đi xuống và đang đi ngang ở trong vùng này. Và ở bên này nó cũng còn một lần xuất hiện Tai Chi xong là điều chỉnh đi xuống. Còn về MCT thì màu đỏ của MCT thì vẫn đang rất là nhiều, vẫn đang nhiều và nó cũng chưa có giảm rất nhiều, mà chúng ta cần phải chú ý là cái phương hướng của cái MA màu tím này. MA màu tím của màu đỏ thì đang hướng xuống sới, hướng xuống sới. Ở đây đúng không ạ? Cái đường này. Còn nếu mà nó có thể ở chỗ màu đỏ, dải PBE màu đỏ có thể gặp được hỗ trợ tiếp tục đi lên thì nó sẽ tiếp tục xu hướng tăng. Ví dụ như bên này đúng không ạ? Nó cũng đi ngang một khoảng thời gian, cuối cùng nó lại chuyển sang xả đỏ, và phương hướng của đường MA màu đỏ là quay đầu hướng lên trên thì không sao đúng không ạ? Với cả bây giờ thì MCT thì vẫn đang tương đối nhiều, đang có 70%, nên là cũng không phải là rất xấu thì vẫn có cơ hội, nhưng mà bây giờ thì chúng ta vẫn chưa thể xác định là nó sẽ đi ngang tiếp bao nhiêu lâu, nên là tốt nhất là chúng ta nên chờ đợi đúng không ạ? Đây là về đồ thị tháng. Tiếp theo là đồ thị tuần. Thì về đồ thị tuần thì thực ra là tuần trước đến tuần này ở đây là có số hiệu tốt rồi, tại vì KDJ quay đầu hướng lên trên này đúng không? Quay đầu hướng lên trên và nó gặp hỗ trợ của dải PBE, nhưng mà cuối cùng là nó không lên nổi, KDJ lại quay đầu đi xuống, nên là KDJ thì nó rất là nhạy cảm. Rất là nhạy cảm, không phải là lần nào nó từ đáy quay đầu hướng lên trên thì nó sẽ có thể là có một nhịp hồi hoặc là có thể tiếp tục tăng tăng tiếp. Không phải là vì nó rất nhanh, rất nhạy cảm nên là nhiều khi nó cũng sẽ có sai lầm như này, xuất hiện một số sai lầm như này, thì chúng ta vẫn cần phải chú ý là những chỉ báo ổn định hơn. Ví dụ là tại sao thì nó lại không lên được, vẫn lại có xài PBE màu đỏ xu hướng tăng thì tại sao nó không lên được? Thì cái vấn đề về MCT thì em cũng còn nói rất là nhiều, là MCT từ tháng 4 năm ngoái bắt đầu ở đây vị trí này thì MA của MCT của màu đỏ này vẫn đang tiếp tục đang hướng xuống sới, và bây giờ MCT vẫn đang giảm và bây giờ chỉ còn giảm tới 21% thôi, và có 59% là màu vàng. Thì màu vàng chiếm ưu thế thì đi ngang đây là chuyển hết sức bình thường đúng không ạ? Tại vì cái màu vàng thì biểu thị cho dòng tiền lưu động, tức là hot money. Thì cái dòng tiền đấy thì không thể ảnh hưởng được cổ phiếu quá là nhiều đi ngang hay đi xuống. Thì khi mà màu vàng đang chiếm ưu thế là giá cổ phiếu là giá cả sẽ chủ yếu là đi ngang. Còn nếu mà màu xanh đang nhiều hơn, màu xanh chiếm ưu thế thì sẽ là đi xuống, của màu đỏ nhiều chiếm ưu thế thì sẽ là uptrend sẽ đi lên. Nên là về dòng tiền MCD thì cũng đang không lạc quan, thì nó vẫn đang đi xuống, vẫn đang giảm thiếu. Và chúng ta xem nếu mà chúng ta kết nối từ đây
đến bây giờ để xem. Đây cũng là một kênh xu hướng giảm, nhưng mà nếu mà mình nhìn không được kỹ thì cũng để cho rằng đây là sideways đúng không ạ? Tức là thực ra nói sideways hoặc là xu hướng giảm thì cũng xu hướng giảm thì là vì bây giờ xu hướng giảm thì nó cái góc độ thật tương đối thì nhỏ. Thực ra nó cũng là đang hướng xuống dưới, tại vì ở đây giá cao nhất là 1045, ở đây giá cao nhất là 1024 đúng không ạ? Ở đây thì là 1014, nên là thực ra là các cái đỉnh là đang ngày càng thấp hơn chứ không phải là đang đi ngang. Nếu mà tính kỹ hơn thì thực ra nó là đang đi xuống, nên là cần phải chú ý cái điều này. Bởi vì bây giờ đang đi ngang nên là ở đây nó xuất hiện PPI này, xuất hiện màu đỏ, và nhưng mà PPI cái giải PPI màu đỏ đang như nào ạ? Thực ra là đang hơi hướng đi ngang, hoặc là cái góc độ mà đi lên không rõ ràng đúng không ạ? Cũng ví dụ như bên này, khi mà màu vàng đang chiếm ưu thế ở đây, nó tăng không tăng nhiều được, không tăng nhiều được thì nó sẽ là đi xuống, hoặc là nó lại sideways. Nên là về đồ thị tháng thì cũng chưa phải là lạc quan. Còn tiếp theo về đồ thị ngày thì chúng ta có thể xem cả một cái tín hiệu short ferry để mình xem tín hiệu đỉnh vào đáy. Thì cái tín hiệu màu tím thì cũng có liên tục xuất hiện 4 ngày rồi, 4 phiên đúng không ạ? Xuất hiện 4 phiên rồi, nhưng mà không phải là xuất hiện, ví dụ là mới xuất hiện được một phiên thì mình là có thể dự đoán là tiếp theo là nó sẽ tăng, không phải thì có thể nó sẽ liên tục tím mấy phiên đúng không ạ? Thì chúng ta nên mình phải xác định là lúc nào màu tím biến mất chuyển sang nền bình thường. Và nến bình thường nếu mà như loài này nó cắt lên cây nến cuối cùng, màu tím nến cuối cùng, và nó là một cái nến tích cực, thì tiếp theo mà cái xác suất tăng thì sẽ càng cao hơn, thì cái tín hiệu mà kết thúc điều chỉnh thì sẽ càng rõ ràng hơn. Thực ra nếu mà chúng ta xem KDJ thì nó cũng đang KDJ cũng đang rất là thấp rồi. Cũng như lần trước thì em cũng những video lần trước thì em cũng còn nói là mình phải đợi nó có thể cắt lên được cái đường này, đường ở sới này, thì mới là tín hiệu mình có thể rõ ràng hơn điều chỉnh kết thúc tiếp theo sẽ có nhịp hồi. Và đồ thị ngày thì cũng là đang tất cả đang là màu vàng, 100% là màu vàng, cho nên là nó sao đồng không lớn, và nó cũng gần như là nó cũng đi ngang này, nó cũng đi ngang, đoạn này là đi ngang đúng không ạ? Nên là nó không sao đồng nhiều. Và bây giờ thì PPI thì cũng bị PPI đã bị thủng đúng không ạ? PPI cũng bị thủng rồi. Và nếu mà như này thì tiếp theo là nó sẽ xuất hiện giá xanh, nhưng mà khi mà màu đỏ khi mà PPI khi mà MCT đang tất cả là màu vàng thì cái PPI màu xanh hay là màu đỏ thì ý nghĩa cũng không lớn, tại vì nó cũng đi ngang thôi. Những chỉ báo về xu hướng thì không nên dùng trong những trường hợp mà không có xu hướng, tức là sideways đúng không ạ? Nên là chúng ta cũng cần phải chú ý là tiếp theo nếu mà vẫn là màu tím, hoặc là màu tím xong nó xuất hiện nến không tích cực như loài nến này, màu tiếp tục là màu đỏ, nến màu đỏ, hoặc là tiếp tục cắt xuống chứ không phải là cắt lên, thì nó sẽ tiếp tục đi xuống tiếp, ví dụ bên này đúng không ạ? Và TE thì cũng đang dòng tiền đang đi xa, TE đang màu màu xanh, đang dòng tiền đang đi xa. Nói chung thì những người mà nếu mà muốn bắt đáy thì bây giờ cũng
vẫn nên tiếp tục xem xét, chứ không phải là thấy giá thấp rồi thì mình thì bắt đấy. Và chúng ta có thể xem cả chip để xem bây giờ hỗ trợ và kháng cự ở chỗ nào. Đầu tiên là hỗ trợ ngay gần đây là có hai cái cản này, là tương đối là xài hơn và cũng bây giờ cũng đang chạm cái cản này. Giá giá đóng cửa hôm qua là 959 và cái chỗ hỗ trợ là 956. 956 đến 962 và cái vùng này cũng có một cái hỗ trợ tương đối mạnh là vì chip ở đây thì tương đối nhiều. Còn kháng cự thì chúng ta vẫn có thể dùng cái khối đen thời gian để xem. Khối đen thời gian ở đây là cái đường ở trung tâm, đường trung tâm sẽ có tác dụng hỗ trợ và kháng cự mạnh nhất. Ở đây là 905, 975. 975 sẽ có kháng cự tương đối mạnh và cái hố đen thời gian này cũng có một cái tác dụng tương đối lớn và so với giai đoạn gần đây, đúng không ạ? Và nó cũng nhiều khi nó cũng gặp kháng cự hoặc là gặp hỗ trợ của cái tham hole này, đi lên đi xuống nó cũng cứ sao động trong vùng này, nên là bây giờ chúng ta cần phải chú ý xem là nó ở vị trí này có thể gặp hỗ trợ đi lên hay không, và kết hợp thêm KDJ ở đấy nó có thể là quay đầu hướng lên trên tiếp hay không, thì chúng ta cũng cần phải theo dõi. Đây là về tình hình thị trường đồ thị tháng, đồ thị tuần và đồ thị ngày, thì nói chung thì vẫn nên chờ đợi nhiều hơn là mình mua cổ phiếu và vẫn nên giữ tiền mặt nhiều hơn. Ok, đây là về tình hình thị trường hiện tại. Và lịch học free của Homely thì có thể inbox, có thể nhắn tin trực tiếp cho em để có thể tìm hiểu nhiều hơn hoặc là đăng ký học thử 3 buổi. Cảm ơn các anh chị đã quan tâm theo dõi video ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại.